Chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi tạp chí Văn hóa và Đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Tạp chí hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Trong mục Muôn mặt đời sống có chuyên đề về công tác tổ chức và quản lý lễ hội đầu xuân, với loạt phóng sự phản ánh về những hình ảnh chưa đẹp trong các lễ hội và công tác thanh tra, kiểm tra, gìn giữ nét văn hóa truyền thống tại các lễ hội. Mục Chuyện làng quê là câu chuyện về nét đẹp lễ mừng thọ đầu năm ở xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động. Mục Nét đẹp xứ Nhãn kể về tấm gương ông Vũ Lôi Phong, bí thư chi bộ, trưởng thôn Bùi Xá, xã Đồng Thanh, huyện Kim Động, gương mẫu và nhiệt tình trong công việc. Thưa quý vị, sau một thời gian tạm dừng để phòng chống dịch COVID-19, năm nay các lễ hội đã được tổ chức trở lại ở các địa phương trong tỉnh. Để đảm bảo lễ hội diễn ra an toàn, văn minh, tiết kiệm, góp phần phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, thì công tác tổ chức và quản lý lễ hội cần được các địa phương và ngành chức năng chú trọng. Đây là vấn đề được chúng tôi phản ánh trong loạt phóng sự sau. Đền Mẫu, thành phố Hưng Yên là điểm du lịch tâm linh thu hút đông du khách dịp đầu xuân. Trung bình mỗi ngày có khoảng 10.000 khách thập phương đến tham quan chiêm bái. Về cơ bản, Ban Quản lý Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Phú Hiến tổ chức tốt công tác quản lý và đón khách đến với khu di tích. Tuy nhiên, vẫn còn đó những hình ảnh không đẹp. Điển hình là tình trạng ăn xin. Người đàn ông này có mặt thường xuyên tại cổng đền Mẫu, quan sát các đoàn khách đi vào đền, lễ để xin tiền. Dù hình ảnh nhếch nhác phản cảm này diễn ra hàng ngày tại đền Mẫu, nhưng chính quyền địa phương và Ban Quản lý Di tích chưa có biện pháp dẹp bỏ. Ở trong đền, tình trạng đốt vàng mã tràn lan vẫn diễn ra, gây lãng phí, mặt khác tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ tại di tích. Chính phủ đã ban hành Nghị định số 75 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa, trong đó việc đốt đồ mã tại nơi tổ chức lễ hội, di tích lịch sử văn hóa sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng. Tuy vậy, việc xử phạt đối với hành vi này tại các lễ hội, di tích nói chung và ở đền Mẫu nói riêng chưa được thực hiện. Ban quản lý khu di tích đặc biệt Phú Hiến thì cũng thường xuyên tuyên truyền trên loa về cái việc đốt vàng mã, là hạn chế cái việc đốt vàng mã. Thế tuy nhiên thì vẫn có một số du khách là họ vẫn thường mang vàng mã đến lễ và hóa, thì cái này cũng sẽ làm từ từ chứ cũng không thể, tức là cái không thể triệt để ngay. Mọi người họ hiểu được rằng là cũng không nhất thiết phải làm những việc như thế, nó vừa lãng phí, nó vừa ô nhiễm môi trường. Cái phong thái đi du xuân làm sao mà nó thuận lợi nhất, vui vẻ nhất, trang nhã nhất, nhàn nhã nhất, chứ không phải khệ nệ vàng mã để bê bác. Lễ hội đền Ủng ở xã Phù Ủng, huyện Ân Thi diễn ra từ đầu năm đến hết ngày rằm tháng Giêng âm lịch, thu hút hàng ngàn du khách thập phương tới dự hội. Đây là lễ hội bảo lưu nhiều nét văn hóa truyền thống, cùng với đó công tác tổ chức lễ hội chu đáo, đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, vẫn còn những vấn đề chưa văn minh trong lễ hội cần được khắc phục trong mùa lễ hội năm sau, như rác thải, còn một số gian hàng hóa bán đồ chơi bạo lực, hàng quán dịch vụ trong lễ hội chưa được sắp xếp hợp lý, lối dẫn vào đền và trước cổng đền dày đặc hàng quán bán đồ ăn. Bên ban tổ chức có thể bố trí một cái không gian dành cho những người bán hàng thì sẽ tốt hơn là việc bán hàng tràn lan. Theo thống kê, tỉnh Hưng Yên có khoảng 500 lễ hội, nhiều nhất vào mùa xuân. Đầu năm 2023, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hưng Yên ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh năm 2023 nhằm đảm bảo nếp sống văn minh, tổ chức lễ hội phù hợp với phong tục tập quán và truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Ngay sau Tết Nguyên đán, đoàn thanh tra của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hưng Yên đã trực tiếp đi kiểm tra tại một số lễ hội lớn và ở các di tích thu hút đông khách tham quan chiêm bái. Nội dung kiểm tra chú trọng đến việc thực hiện các quy định tại Nghị định số 110 năm 2018 của Chính phủ, quy định về quản lý và tổ chức lễ hội, các phương án đảm bảo an ninh, an toàn cho khách dự hội, việc thực hiện nếp sống văn minh trong tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao tại lễ hội, công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cháy nổ. Thông qua hoạt động kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh những hoạt động không phù hợp tại lễ hội như trò chơi cờ bạc trá hình, biểu hiện tiêu cực, mê tín dị đoan, đặt nhiều hòm công đức tại nơi thờ tự. Ngành văn hóa đã bám sát Nghị định 110 của Chính phủ về công tác tổ chức lễ hội, đã xây dựng kế hoạch cho năm 23 tại các di tích trọng điểm, nhưng mà phân cấp các di tích cấp tỉnh, cấp nhỏ thì giao cho chính quyền địa phương và ủy ban cấp huyện quản lý. Còn những cái di tích trọng điểm mà lễ hội mang tính vùng thì ngành văn hóa đã xây dựng cái kế hoạch kiểm tra, thanh tra giúp địa phương hoàn thành từng bước. Bên cạnh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát lễ hội của ngành văn hóa, thì chính quyền địa phương nơi có lễ hội diễn ra cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện đúng quy định của nhà nước trong tổ chức lễ hội, như tại lễ hội đền Trà Phương, xã Hồng Vân, huyện Ân Thi. Mặc dù là hội làng, phạm vi cấp thôn, song để lễ hội diễn ra văn minh và lành mạnh, Ủy ban nhân dân xã đứng ra tổ chức và quản lý các hoạt động của lễ hội. Đồng chí chủ tịch Ủy ban nhân dân xã là trưởng ban tổ chức lễ hội,
đồng thời thành lập các tiểu ban phục vụ lễ hội. Công an xã Hùng Vân bố trí lực lượng có mặt 24/24 trong suốt 3 ngày lễ hội, đảm bảo an ninh trật tự. Thứ nhất là triển khai về công tác vệ sinh môi trường, các ngành đoàn thể xuống tập trung để quét dọn vệ sinh môi trường. Trong khi đó là sẽ thành lập cái tổ an ninh trật tự do đồng chí trưởng công an xã chỉ đạo về công tác an ninh. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ nhiều tháng trước và giao trách nhiệm cho từng tiểu ban của ban tổ chức, cho nên lễ hội Đền Trạc Phương năm nay diễn ra an toàn, tiết kiệm, đồng thời phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, góp phần giáo dục đạo lý uống nước nhớ nguồn cho các thế hệ tiếp nối. Lễ hội là một nét đẹp văn hóa của dân tộc nhằm tưởng nhớ tổ tiên, người có công với cộng đồng và cũng là dịp để người dân vui chơi giải trí sau những ngày lao động sản xuất. Chính vì vậy, cần phải gìn giữ và phát huy những nét văn hóa truyền thống của lễ hội để những ngày hội đúng với ý nghĩa tốt đẹp đó. Phóng sự sau đây là những hình ảnh đẹp trong lễ hội đầu xuân ở một số địa phương. Theo thông lệ, vào ngày 8, 9 và 10 tháng Giêng hàng năm, thôn Yên Lịch, xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu lại tổ chức hội làng. Nếu như ở các mùa lễ hội trước còn có tình trạng cờ bạc ăn tiền, núp bóng các trò chơi dân gian gây bức xúc trong nhân dân, thì lễ hội năm nay, ban tổ chức đã dẹp bỏ hoàn toàn những tệ nạn này. Thay vào đó là các trò chơi dân gian truyền thống. Ban tổ chức lễ hội thôn Yên Lịch đã khôi phục lại trò chơi đánh đu vốn bị thất truyền trước kia. Chơi đu là một trò chơi dân gian vui khỏe, có tính giải trí, rèn luyện sức khỏe. Ngoài ra phần hội còn có các trò chơi dân gian khác như đi cầu kiều, bịt mắt đánh trống, cờ tướng. Chúng tôi với tinh thần làm thế nào tổ chức cho nhân dân đến tham quan lễ hội chơi vui, lành mạnh và đảm bảo an toàn tiết kiệm. Rất là vui, dân rất là phấn khởi. Chúng tôi cũng ra để phục vụ lễ hội, các trò chơi dân gian của thôn là có hết. Hàng năm vào dịp đầu xuân năm mới, thôn Tổ Hỏa, xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ tổ chức lễ hội đền Bà Chúa để tưởng nhớ đến công lao của bà Trịnh Thị Quý Hoa, một chính phi của chúa Trịnh Cương thời Lê Trung Hưng. Lễ hội thể hiện ước vọng của người dân địa phương về một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, gặp may mắn, thuận lợi trong công việc. Lễ hội Đền Bà Chúa thôn Tổ Hỏa Xuân Quý Mão 2023 có nhiều hoạt động truyền thống ở cả phần lễ và phần hội như giao lưu văn hóa, văn nghệ quần chúng giữa các đội văn nghệ trong xã, biểu diễn hát quan họ trên thuyền, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong những ngày đầu xuân năm mới và mang ý nghĩa lưu giữ nét văn hóa truyền thống của vùng quê đồng bằng Bắc Bộ trong cuộc sống hiện đại ngày nay. Mừng thọ cho các bậc cao niên ngày đầu năm mới đã trở thành nét đẹp truyền thống văn hóa lâu đời của người Việt. Theo quan niệm dân gian, các gia đình có người cao tuổi chính là phúc lớn trời ban, nên các cụ mới được sống lâu, con cháu đều huề. Theo dòng chảy của thời gian, tục lệ mừng thọ đã được nhiều nơi gìn giữ và trở thành nét đẹp văn hóa không thể thiếu mỗi dịp Tết đến xuân về. Phóng sự thực hiện tại xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động. Chưa Tết năm nào mà gia đình cụ Đào Thị Ký, 97 tuổi, ở xã Phạm Ngũ Lão lại sum họp đông đủ các con cháu như năm nay. Có lẽ với cụ, xuân năm nay là mùa xuân đầm ấm và đáng nhớ nhất. Cái cảm thấy là mừng rỡ lắm, à, phấn khởi. Chỉ muốn mong là tất cả là cái lúc nào cũng vui vẻ như thế này nè. Tôi cũng mừng. Cảm thấy rất tự hào và xúc động khi là mẹ tôi đã là năm nay 97 tuổi, vẫn còn minh mẫn, khỏe mạnh. Cho nên là gia đình chúng tôi, các con các cháu rất vui mừng cụ tôi còn trường thọ được mãi. Em đang công tác ở Quảng Ninh và cũng sắp xếp công việc để về dự cái lễ đại thọ của bà. Mình mong muốn rằng là cụ của mình sẽ sống thật lâu, lâu hơn nữa và thật vui vẻ, hạnh phúc ở bên gia đình, bên con cháu. Còn đối với ông Nguyễn Đức Khôi, 79 tuổi và bà Nguyễn Thị Minh, 76 tuổi, thì xuân Quý Mão năm nay cũng rất đáng nhớ. Sau khi được các con cháu tổ chức chúc thọ ở chùa Phúc Lâm Tiên Quán, thì cả gia đình lại sum họp đông đủ để gửi những lời chúc ý nghĩa nhất đến hai ông bà. Cháu rất vui và vinh hạnh khi được về chúc thọ ông bà nội. Cháu chúc ông bà luôn sống khỏe, sống lâu trăm tuổi. Mỗi một năm Tết đến xuân về như này mà con cháu sum họp như này thì chúng tôi rất là phấn khởi, rất là mừng. Động lực tinh thần nếu là các con cháu đã về những ngày Tết như này để chúng tôi sống vui, sống khỏe. Mừng thọ là một trong những hoạt động thường niên được chùa Phúc Lâm Tiên Quán, xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động tổ chức vào ngày 8 Tết hàng năm, dành cho các bậc cao niên chủ yếu tại địa phương. Năm nay có trên 100 cụ tuổi từ 70 đến 100 được mừng thọ. Là một cái nét đẹp văn hóa của người Việt mình từ trước tới nay. Trước nhất là thể hiện niềm vui sướng, hạnh phúc của con cháu khi có ông bà, cha mẹ sống ở độ tuổi cao.
Thứ hai là động viên tinh thần cho các cụ sống vui, sống khỏe và tiếp tục dạy bảo con cháu cống hiến xây dựng quê hương đất nước, đồng thời cũng là một cái nghĩa cử thể hiện cái lòng tôn kính, lòng hiếu thảo của con cháu đối với ông bà cha mẹ. Đây còn là một cái dịp để dạy bảo cho các con cháu các thế hệ về trách nhiệm của con cháu đối với ông bà cha mẹ. Đầu xuân năm mới, việc chúc thọ ông bà cha mẹ thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn cao đẹp của nhân dân Việt Nam. Truyền thống tốt đẹp đó đã và đang nhân lên những giá trị tinh thần quý báu, mang ý nghĩa thiết thực, tính nhân văn sâu sắc nhằm phát huy vai trò cây cao bóng cả của lớp người cao tuổi trong gia đình và xã hội hiện nay. Với vai trò là một bí thư chi bộ, trưởng thôn từ năm 2018 đến nay, ông Vũ Lôi Phong, thôn Bùi Xá, xã Đồng Thanh, huyện Kim Động, luôn gương mẫu, đi đầu và nhiệt tình, trách nhiệm với công việc, cùng nhân dân đoàn kết, đồng lòng, chung tay xây dựng nông thôn mới. Là một thương binh hạng 4/4, nhưng khi rời quân ngũ về địa phương sinh sống, ông Vũ Lôi Phong được bà con nhân dân trong thôn tín nhiệm, bầu giữ chức bí thư chi bộ, trưởng thôn. Ông luôn gương mẫu, tận tâm trong mọi hoạt động chung của địa phương. Và mong muốn của tôi là với bản thân là luôn đóng góp cái sức của mình vào để cùng với các đồng chí trong chi bộ và các ban ngành đoàn thể để xây dựng quê hương Bùi Xá của chúng tôi ngày càng giàu mạnh. Thôn Bùi Xá có tổng cộng 427 hộ với trên 1.400 nhân khẩu. Mặc dù bước đầu xây dựng nông thôn mới cũng gặp không ít khó khăn, nhưng với khả năng dân vận khéo nên ông Phong được người dân tin yêu và ủng hộ. Ông và gia đình đã ủng hộ hàng chục triệu đồng để mua cây trồng bên trục đường chính của thôn. Ông còn kêu gọi xã hội hóa trong nhân dân được hàng tỷ đồng để đầu tư xây dựng các công trình công cộng như đường bê tông nội đồng, hệ thống đèn chiếu sáng và tu sửa khu sân chơi. Ông Phong đã vận động người dân hiến hàng nghìn mét vuông đất, hàng trăm cây ăn quả và nhiều ngày công để mở rộng đường giao thông, góp phần vào xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Làm con đường này thôi, anh ấy đến đây thường xuyên động viên và chuyển khi đổ thì ngày nào cũng có mặt ở đây để mà thăm hỏi và xem làm thấy đâu và có vấn đề gì không thì là cùng với nhau là tham gia để mà xây dựng con đường này. Anh rất nhiệt tình đối với là coi như là nông thôn đối với xóm thì để thúc đẩy sự phát triển kinh tế của người dân địa phương, ông quan tâm động viên phát triển kinh tế, đồng thời đời sống văn hóa tinh thần của người dân cũng được ông đề cao và quan tâm. Phong trào văn hóa văn nghệ thể thao trong thôn ngày càng được đẩy mạnh. Từ ngày đồng chí về đây thì với tinh thần rất là nhiệt huyết, luôn quan tâm đến nhân dân, chăm lo đời sống cho nhân dân từ cây trồng vật nuôi rồi là từ đời sống văn hóa. Các công trình tiêu biểu của chú như là các cái công trình, thứ nhất là sân bóng chuyền hơi. Với tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng và niềm vui trong công việc, những trưởng thôn, người vác tù và hàng tổng như ông Phong đang âm thầm, lặng lẽ, đóng góp sức mình vào sự phát triển chung của địa phương, được nhân dân tin yêu và quý trọng. Những hình ảnh vừa rồi đã khép lại tạp chí Văn hóa và Đời sống số này của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.